Em Tuấn chào các bác nhé. Hôm nay ngoài đường nó hơi ẩm một chút, nhưng hàng về cái nào thì em lại khui hàng để chào giá cho các bác luôn. Về được cái gì thì lại đăng cho các bác luôn ạ. Đây thứ nhất xem nào. Đợi em một chút nhé, em giới thiệu. Đây lọ bình đây. Đây rồi. Đấy, bắt đầu từ lọ lọc bình này. Đây là lọ lọc bình, em cho nó xa xa chút để cho các bác nhìn cho dễ. Lọ lọc bình này là lọ long phụng bác nhé. Đây là hình con long này, được đỡ đúc nổi này, bằng đồng hết nhé, bằng đồng ạ. Long phụng này, nổi. Đôi bình long phụng này có chiều cao nó tầm khoảng 25, 23, 25 đấy. Đây, đây là con phụng này, phụng. Đôi bình long phụng nhé. Đôi bình này trang trí lên bàn, lên kệ các thứ rất là đẹp luôn. Được đúc bằng đồng hết, bằng đồng ạ. Tất cả đều bằng đồng nhé. Đồng rất là dày luôn bác nhìn này. Mấy cân đồng luôn. Đấy, một đôi bình như này, một combo bình như này em xếp số thứ tư là số 1. Có mức giá là 2.900.000. Chắc là 2.900.000 chắc các bạn chỉ được cái công đúc nhé. Đấy, những bình đồng xưa sướng không? Đây là đôi bình Long Phụng. Em nhớ năm ngoái có một số lô đồng kiểu này nó toàn 3 triệu, 3-4 triệu. Được chưa? Đây là đắp nổi nhá, vân nổi hết nhá, tất cả nổi cả phân đến phân rưỡi luôn này. Đôi bình Long Phụng số 1 giá 2.900.000 ạ. 2.900.000 đôi số 1 các bác nhé. 2.900.000 tất cả được bằng đồng ạ, tất cả đều là bằng đồng các bác nhé. Bằng đồng đây. Long Phụng họa tiết đây. Đấy. Long Phụng này. Long Phụng này. Đôi này một đôi 2.900.000, 2.900.000 một đôi này. Đôi số 1 này. Tiếp theo đến bức bát mã. Bức bát mã bác ơi. Đây là bức bát mã nhé. Bức bát mã số 2 giá 2.800.000. Này, bát mã thì trên đây là cái gì đây? Đây là Vạn Lý Trường Thành hay là cái gì đây? 8 con ngựa cho đôi 4, 6, 8 con ngựa. Bằng đồng hết. Bức này rất nặng, bức này chắc phải 5, 6 cân. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết. À, phía sau là quạt nhé. Hình giải quạt này, bằng đồng. Đấy. Cái này năm ngoái trên kênh của em có rồi đấy, cho bác đấy, bằng đồng. Bát mã đây bạn. Đối với lại con bát mã này có kích thước chiều ngang nó 30 nhé. Chiều cao tầm hơn 20. Đấy. Bằng đồng hết, con này nguyên bán đồng như nào, 5 cân 53 15, con này phải nguyên tiền đồng nó gần 2 triệu chứ bán đồng ấy, đồng bây giờ 30 mà. Đây. Số thứ tự là số 2 giá 2.800.000. Bát mã. Tất cả đều lúc bằng đồng đồng hết bác ạ. Đồng hết bác nhé. Số 2 2.800.000. Đồng hết ạ. Số thứ tự là số thứ 3. Số thứ 3 là cả bộ tam đa bằng đồng. Phúc Lộc Thọ đây. Phúc Lộc Thọ nhé. Phúc Lộc Thọ để bằng đồng. Đây Phúc Lộc Thọ này. Phúc này, Lộc Thọ bằng đồng. Bộ 3 này nhé. Còn có Phúc này. Phúc đây. Phúc Lộc Thọ này. Đấy. Combo số thứ tự là số 3, 2.600.000 cả bộ. 2.600.000 cả bộ Phúc Lộc Thọ này. Những cái đồ chơi như này các bác mua về nó là vĩnh viễn, là vĩnh cửu. Không bao giờ hỏng. Không có mối mọt, không bao giờ hỏng luôn. Đây là những đồ đồng vĩnh cửu luôn. Vĩnh cửu. Đấy. Phúc Lộc Thọ, Thọ đây. Đấy, cầm quả đào này. Đó. Tất cả đều được đúc bằng đồng vậy. Có chiều cao nó tầm khoảng 25. Ba con này nó phải mấy cân ấy, 3 cân đồng. Phúc Lộc Thọ này số thứ tự cả bộ này là số thứ tự là số 3, mức giá 2.600.000 cả bộ. Ok được quá, em để luôn ra đây thì đỡ phải. Số 3. Em vào số 4 lần rồi đi. Số 4 đây là cái gì đây? À, số 4 đây là
chỉ đồng tử cứ trêu hỏi đọc sách cả hay là cái gì em chị có tay có nhìn chưa, số 4 giá 1.900.000 nên trừ được từ đọc sách này, quyển sách cái cài sừng trâu này, này sừng trâu đúc bằng đồng tất, chiều dài nó tầm khoảng độ 25-26. Số 4 mức giá 1.900.000 này. Đấy. Học hay đấy, cứ trâu còn học này các bác, đồng tử cứ trâu đây, có ấn ở dưới luôn nhé. Thì đồng tử cưỡi trâu, con này số thứ tự là số 4, đây là cảnh trúc cảnh gì đây, đấy bác nào tuổi trâu đây rước về, thì cưỡi trâu số 4 giá 1.900.000. Số 5 này, đây con cua này ngồi trên một thỏi tiền vàng, đây vàng, những cái này các bác quét đi nhá, này toàn đồng hết thôi, tất cả bằng đồng hết ạ. Em quay lại này xem cho các bác nó có rõ hơn, nó sáng hơn cho các bác. Đó. Bằng đồng hết đấy. Chưa. Cua tất cả đều đúc bằng đồng, cua nằm trên một thỏi tiền vàng này. Tiền xu vàng rất là nhiều nhá, thỏi tiền vàng và hai càng thì cặp đồng tiền xu. Số thứ tự là số 5, 900k con cua này nhá. Tài lộc cho các bác đấy, 900k. Cua đồng. Cua tiền vàng. Cua cặp tiền vàng. 900k. Đấy là với số 5. Số 6 đâu? Đây, số 6 là một đại bàng. Đại bàng được đậu trên một cái mỏ núi cao dưới cái gốc cây tùng, trên tán cây tùng. Tùng bách đây là thể hiện mỏ núi này. Đấy. Ấn này, tất cả đều đúc bằng đồng hết. Đại bàng này có chiều cao nó tầm khoảng độ đây, gần 30. Đấy. Tất cả đều đúc bằng đồng hết. Đại bàng này xếp số thứ tư là số 6, mức giá là 1.600.000. Có nhìn đi. Này, đồng oxit này. Nó lên những cái rêu xanh này nó giá trị lắm. Này. Nhìn chưa? Những cái nào lên xanh thì nhìn thích không? Đấy. Đây là cây tùng của thụ. Đại bàng đứng trên núi đây. Được chưa? Số thứ tư là số 6, mức giá 1.600.000. À, sang với lại số 7. Đó là gì lạc. Úi dồi ôi, cười hoan hỉ chưa ạ? Cười rất hoan hỉ. Tay cầm thỏi vàng nha. Cười rất hoan hỉ. Bình tông. Số 7 này mức giá 1.900.000. Di lạc nha. Lạc này, có nhìn chưa? Làm cười rất là hoan hỉ luôn. Chiều sai chiều ngang nó tầm khoảng độ 28. Đây, tính từ chân này 26-28 rồi đấy. Bằng đồng hết ạ. Tất cả đều bằng đồng. Và đồng vàng. Số thứ tư là số 7, mức giá 1.900.000 ạ. Ok chưa? Quá đẹp cho bác luôn nhé. Sang số 8 với cặp bình tiếp tục này. Số 8 với cặp bình này. Số 8 với cặp bình xem nào. Em nhìn xem là bao nhiêu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 luôn. Số 8. Ôi, cái số đẹp thế nhỉ. Số 8 này. Cạnh của nó 8 cạnh luôn, số thứ tự số 8, mãi lộc 2.600.000 một đôi bình này. Tất cả các này, các ô này được họa tiết, đây con gà này, con cá chép này, đại bàng này, đấy, đây là anh hùng tương ngộ này, đấy, con hạc con gì đây này, con gà này, đấy, báo cáo các bác này, biểu tượng hết, một đôi bình này. Một đôi bình này, số thứ tự là số 8, mức giá 2.600.000 một đôi này. Bán đồng các bác sắp được cái rồi. Bán đồng các bác sắp được tiền giá tiền đấy rồi. Một đôi bình này đôi thứ tự là đôi số 8, giá 2.600.000. Đôi số 9, giá 1.600.000. Đôi bình Long Phúc. Ấy. Cái này nó là đồ vĩnh cửu các bác ạ. Đôi này đồ vĩnh cửu rồi. Đôi này đôi số 9 là đôi bình Long Phụng. Có chiều cao 20. Đúc bằng đồng hết. Đồng. Đồng quá đẹp luôn. Nhìn chưa? Một đôi này, đôi số 9 có mức giá là 1.600.000 đôi bình này.
Đôi bình này gọi là đôi bình Long Phụng nhé. Long Phụng đây. Đây cái này là cái Long này, cái này là Phụng này, Long Phụng. Đôi Long Phụng đi với nhau. Đấy, 1,6 triệu một đôi này. Đúc đồng hết ạ. Và cuối cùng là cái số 10. Đó là tháp bút Văn Xương, tháp bút Văn Xương. Thì đây là tháp, còn bên này ống này là ống để bút. Số 10 giá 900k, cái tháp bút Văn Xương này. Đôi 4 6 8 9 tháp luôn nhá. 9 tháp. 9 tháp luôn ạ. 9 tháp, đây là tháp bút Văn Xương. Tháp bút Văn Xương này, đây là để bút này. Tháp bút Văn Xương. Đây cả bút này. Số thứ tư là số 10, mức giá 900k, tháp bút Văn Xương. Đồng. Rồi bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.